Song Hye Kyo sụt cân trầm trọng, lý do khiến netizen tấm tắc khen ngợi. Hình ảnh mới đây của Song Hye Kyo đã khiến các fan không khỏi bất ngờ. Hình ảnh mới nhất của Song Hye Kyo trên trang bìa tạp chí danh tiếng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mặc dù đã bước sang tuổi tứ tuần, nhưng ngọc nữ màn ảnh Hàn vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung vượt thời gian, làm bao người phải suýt xoa ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thân hình có vài phần gầy gò hệt như người giấy đến mức báo động của Song Hye Kyo mới thực sự là tâm điểm chú ý, trở thành đề tài bàn luận nóng trên mạng xã hội. Được biết, nguyên nhân dẫn tới Song Hye Kyo xuống cân trầm trọng như vậy có liên quan lớn tới vai diễn trong The Glory mà cô đảm nhận gần đây. Để có thể hóa thân một cách trọn vẹn nhất vào vai diễn Moon Jong Eun gầy gò, liên tục ngất xỉu vì thiếu chất, Song Hye Kyo đã phải thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt và chỉ ăn gạo con rác trong suốt 2 tháng. Gạo con rác không chứa đường hay chất béo, lượng tinh bột và calo thấp. Điều này đã khiến ngôi sao họ song sụt cân nghiêm trọng và thiếu sức sống và gầy đi trông thấy. Song Hye Kyo trong một lần trả lời phỏng vấn đã từng chia sẻ muốn bản thân trông mệt mỏi và gầy gò hơn để phù hợp với nhân vật, từ đó người xem sẽ cảm thấy đồng cảm hơn. Thái độ chuyên nghiệp này của bà xã cũ Song Jong Ki đã giành được không ít lời khen ngợi từ khán giả. Sau sự kiện ly hôn năm nào, dễ dàng nhận ra Song Hye Kyo đã ít đi đóng phim hơn hẳn. Những dự án cô tham gia trong 1 đến 2 năm trở lại đây có thể đếm trên đầu ngón tay, trái ngược hẳn Song Jong Ki. Tuy nhiên, tài nguyên thời trang của cô vẫn rất tốt với giá trị thương mại cao.